Thì xin chào anh chị. Thì trước tiên để trao đổi hôm nay thì hôm nay là cái chủ đề chúng ta là xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động để hướng đến tự do tài chính. Thì đấy là cái tiêu chí lớn nhất của tích sản cổ phiếu. Thì trước khi vào về cái nội dung như thế thì chú Phục sẽ dẫn dắt, sẽ trao đổi với các anh chị từ cái triết lý tích sản cổ phiếu đến các cái yếu tố khác. Thì đầu tiên là liên quan đến vấn đề triết lý tích sản cổ phiếu. Thì tích sản cổ phiếu cùng AZFIN là gì? Thì cái tích sản cổ phiếu của chúng ta ấy, trước tiên phải khẳng định nó khác hoàn toàn so với tất cả các cái nơi khác mà người ta cứ sử dụng tràn lan bừa bãi cái từ tích sản cổ phiếu. Thậm chí một số chuyên gia cũng gọi là có tiếng trong trong thị trường chứng khoán còn nói đến cái việc là tích sản cổ phiếu còn phải dùng 20% để làm chết đinh. Thì đấy đâu phải là tích sản cổ phiếu. Đấy, họ là chết đinh là đánh đấm. Rồi tích sản cổ phiếu này cứ phải 7% thì cắt lỗ. Thì đấy đâu phải tích sản cổ phiếu. Gắn vào để làm cái gì? Và nếu làm điều đó thì nó đâu có giúp cho chúng ta có thể là an tâm đầu tư, đúng không ạ? Thì triết lý của tích sản cổ phiếu cùng AZFIN là gì? Nó không phải là một phương pháp mua trung bình giá. Đầu tiên khẳng định là như vậy đã. Thì cái tích sản cổ phiếu là phương pháp đầu tư giá trị dành cho nhà đầu tư không chuyên. Đó. Nhà đầu tư không chuyên đây là không phải là những người nhỏ lẻ hay là kém hay vân vân đâu. Mà nhà đầu tư không chuyên đây là không phải là những người ôm bảng 24 trên 24. Nhằm mục đích để xây dựng một nguồn thu nhập thụ động. Đây là cái mục đích lớn nhất. Thụ động nhưng mà phải sinh lời cao, bền vững, lâu dài và hướng đến cái gọi là tự do tài chính anh chị ạ. Thế thì đầu tư nó mới an nhàn, nó mới vui vẻ được. Đúng không ạ? Đấy là triết lý của tích sản. Vậy thì cái cơ sở để đạt được cái mục tiêu trong cái việc xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động cao, bền vững, thụ động tức là tự nó phải đẻ ra tiền ấy, là dựa vào những cái yếu tố nào? Để hay nói cái khác gọi là tích sản thành công thì dựa vào những yếu tố này. Thì đầu tiên, cái cơ sở đầu tiên đó là tích tiểu thành đại. Thì đây là một cái truyền thống của cha ông chúng ta. Thứ hai là đứng trên vai người khổng lồ, tức là chúng ta hãy mượn sức những người giỏi hơn chúng ta ở cái lĩnh vực của họ để họ mang lại tiền cho chúng ta. Thứ ba là chúng ta ứng dụng cái lợi suất kép vào trong đầu tư. Vào trong đầu tư. Thì đây là ba cái cơ sở, cái trụ cột để chúng ta có thể tích sản cổ phiếu thành công. Vậy thì đầu tiên tích tiểu thành đại. Thành đại thì đây là cái truyền thống tốt đẹp của người Việt chúng ta từ xa xưa. Thì như các cụ đã từng nói, vạn dặm bắt đầu từ bước chân. Đúng không ạ? Tức là có đi được vạn dặm đi chăng nữa thì cũng phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Các ông tỷ phú có chục tỷ đô la, trăm tỷ đô la đi chăng nữa thì các ông cũng phải bắt đầu từ những đô la đầu tiên. Đúng không? Các tỷ phú của Việt Nam thế, họ cũng bắt đầu từ những đồng xu đầu tiên. Đó, thành ra điều này là không thể thiếu. Đó. Nếu mà chúng ta không tích được nhỏ thì không bao giờ có lớn cả. Và có tích lũy thì mới có vốn để đầu tư sinh sôi nảy nở cho chúng ta. Và đây là một cơ sở quan trọng giúp tích sản cổ phiếu thành công. Nó tạo ra cái thói quen cho chúng ta xây dựng cái nguồn lực tài chính cho việc tích sản cổ phiếu. Đúng không? Và khi chúng ta tích sản cổ phiếu một cách có mục tiêu, thưa anh chị, ví dụ mục tiêu rõ ràng của chúng ta là hướng đến một cái danh mục sau này 5 năm, 10 năm tới, 15 năm tới sinh ra cho chúng ta cổ tức khoảng độ 200 triệu, 250 triệu dòng tiền một năm chẳng hạn, 300 triệu dòng tiền một năm hoặc 500 triệu dòng tiền một năm. Thì lúc đó cái tiền sinh ra của nó tự nhiên đấy nó đủ cho chúng ta chi tiêu, sinh hoạt và là tự do tài chính. Đó, nhưng mà chúng ta phải có mục tiêu. Còn bây giờ đa phần những nhà đầu tư mục tiêu của họ là ngày hôm sau vào nhìn xanh xanh, ngày hôm sau là nhìn xanh, họ đâu có nhìn đến nội tại doanh nghiệp.
họ đâu có hướng đến một cái xa xôi, một cái mục tiêu lớn, đúng không ạ? Đó. Nếu thế thì làm sao có thể tích sản được thành công? Và khi chúng ta tích sản cổ phiếu có mục tiêu ấy, thì các anh chị có thể thấy như nhiều anh chị chia sẻ là họ tiết kiệm được nhiều hơn. Đấy là cái lợi ích đầu tiên đấy. Ví dụ trước đây thu nhập 20 triệu cứ để trong túi, không có mục tiêu đầu tư thế nào cả, thế là tiêu gần hết, bỏ ra được đôi triệu. Thế bây giờ có mục tiêu tích sản rồi, 20 triệu bỏ luôn ra được 6 triệu chẳng hạn, thế là bỏ ra được nhiều hơn trước kia rất nhiều. Thì cái điều này thì ngay từ bản thân Phục đây cũng rất rõ như vậy. Tháng nào Phục cũng bỏ vào tích sản, con Phục cũng bỏ vào tích sản, tháng nào cũng bỏ. Nếu anh chị cần xem, thích xem thì Phục có thể bảo bà xã sao kê cho anh chị xem. Tháng nào cũng bỏ vào tích sản, tích sản cho cháu từ khi cháu bầu, còn ở trong bụng bầu 4-5 tháng cả. Tức là bây giờ thì như vậy là tích sản cho cháu được 3 năm rồi, trước khi thành lập cộng đồng tích sản hơn 1 năm. Đó. Thì chi tiêu nó khoa học hơn, tiết kiệm được nhiều hơn. Đó. Như có một anh, mấy anh chia sẻ với Phục là không hiểu tại sao tôi vẫn thu nhập như thế, nhưng từ khi tích sản tôi có mục tiêu rõ ràng rồi, tôi cứ bỏ tiền về đấy, thế thành ra là tôi sẽ tiết kiệm được nhiều hơn rất nhiều. Đó. Thì cái này nó xuất phát từ cái truyền thống của cha ông chúng ta. Chúng ta phải có những đồng đầu tiên thì chúng ta mới có nhiều được. Và chúng ta cũng phải tiết kiệm, tích lũy như thế thì chúng ta mới có nguồn tiền để chúng ta thực hiện việc tích sản cổ phiếu hướng đến tự do tài chính được. Tiếp theo, cái cơ sở thứ hai là đứng trên vai người khổng lồ để leo lên được những cái thấp rất cao, thì cái việc mượn sức người khác là một điều khôn ngoan và thông minh. Năng lực của mỗi người thì có hạn thôi. Phục cũng giống anh chị, năng lực có hạn. Đúng không? Ngay cả các tỷ phú hàng đầu thế giới, năng lực của họ cũng có hạn. Và muốn thành công thì hãy đầu tư vào những người giỏi nhất. Ví dụ anh chị làm công nghệ thông tin, anh chị làm kế toán, anh chị làm chuyên viên ngân hàng, anh chị làm nhà nước, thì như vậy là cái khả năng đầu tư của anh, khả năng xây dựng doanh nghiệp vân vân, đa phần của chúng ta là không tốt. Thế do đó chúng ta hãy dồn tiền cho những người làm ăn tốt nhất, những người khổng lồ, để họ có thể kiếm tiền sinh lời ra cho chúng ta. Nhưng vấn đề người khổng lồ là ai? Đó là những cái doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh mạnh, có quản trị công ty xuất sắc. Thì chỉ những doanh nghiệp ý nó mới sinh lời ra lớn, và nó mới chi trả cho chúng ta trong tương lai dài, nó mới bền vững. Chia sẻ cùng anh chị, ở Việt Nam có rất nhiều các cái tập đoàn vốn lên đến 50.000 tỷ, 100.000 tỷ, sinh lời ROE 20-25%, tức là 50.000 tỷ một năm họ làm được 10-12.000 tỷ một năm, rất khủng khiếp. Chúng ta cầm số vốn 10 tỷ xem chúng ta có làm được 2.5 tỷ năm không? Điều đó rất khó. Nhưng mà họ vận hành số vốn lên đến 50.000 tỷ, thậm chí 100.000 tỷ, họ sinh lời được 20-25%, những con số cực kỳ khủng khiếp. Thì đấy là những người khổng lồ đấy. Và chúng ta hãy tận dụng sức lực của họ để họ làm ra sinh tiền cho chúng ta. Đó là cái cơ sở thứ hai cho cái việc xây dựng tích sản cổ phiếu hướng đến một cái nguồn thu nhập thụ động cao, đẻ ra cho chúng ta trong 5 năm tới, 10 năm tới để tự do tài chính. Và cái yếu tố thứ ba để có thể tích sản cổ phiếu thành công, đó là phát huy tác dụng của lãi kép. Có thể nói cái lãi kép ai cũng biết, ông nào cũng chém gió được, ông nào cũng biết câu chuyện tiền đẻ ra tiền nó khủng khiếp lắm, nhưng cuối cùng ứng dụng vào được ai không? Chúng ta hãy ví dụ luôn chúng ta đi, chúng ta đã ứng dụng được cái lãi kép này vào trong cuộc sống của chúng ta chưa? Xin thưa với anh chị, số người ứng dụng được chưa được 0,1%, chứ đừng nói 1%. Đó. Vậy làm sao có thể ứng dụng được? Đúng không? Làm sao có thể ứng dụng được? Đấy là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải đáp. Và làm sao ứng dụng cái lãi suất kép vào với tích sản cổ phiếu để thành công nhanh hơn, sớm hơn? Đúng không? Đây là một người ứng dụng cực kỳ giỏi, khủng khiếp, ông Warren Buffett. Anh chị có thể thấy
khi cái thời gian càng dài ấy thì cái tài sản nó tăng càng khủng khiếp, càng nhanh. Đấy là cái sức mạnh của lãi suất kép đấy. Sức mạnh của lãi suất kép đấy. Nếu chúng ta đầu cơ chúng ta không thể có lãi suất kép được. Với những ông đầu cơ lợi suất cả 100%, các ông một năm ông khỏe đấy, nhưng mà tài sản của ông cuối cùng chỉ được mấy chục triệu đô, 100 triệu đô. Bởi vì lớn nên các ông không đầu cơ được. Các ông chỉ bỏ một chút vào ông đầu cơ thôi. Đúng không? Và làm thế nào để lãi suất kép có thể phát huy tác dụng? Thì ở trên đây là một cái công thức từ lý thuyết thôi đã. FV tức là giá trị tương lai của cái khoản đầu tư tích sản của mình bằng với CF. CF tức là dòng tiền. FV đây, giá trị tương lai bằng với CF tức là dòng tiền tích lũy đầu tư tích sản hàng năm. Ví dụ một năm được 24 triệu, hay một năm 36 triệu, hay một năm 50 triệu, hay một năm 120 triệu. Nó nhân với 1 cộng R mũ N trừ đi 1 và chia R. Thì N đây là số năm chúng ta tích sản được. R đây là lãi suất chúng ta có thể sinh lời bình quân hàng năm được bao nhiêu. Thì bí quyết để tăng cái FV trong tương lai này, cái tổng tài sản trong tương lai, để từ cái đó nó đẻ ra một cái dòng tiền cổ tức rất lớn trong tương lai ấy, là một, làm sao để có dòng tiền đầu tư lớn hơn, tức là cái CF này lớn, hàng tháng chúng ta tiết kiệm được lớn nhất. Thì đó là các anh chị phải tập trung rất mạnh vào cái công việc của các anh chị. Thay vì một ngày có khi là các anh chị làm việc ở công ty rất lơ là, các anh chị bỏ ra nửa thời gian để nhìn bảng điện tử, thế thì làm sao tích sản được? Cộng thêm nó lại ảnh hưởng rất mạnh đến cái công việc đang làm. Thì làm sao cái nguồn thu nhập của chúng ta tốt được để chúng ta tích sản được? Và kết quả thì làm sao chúng ta có thể tự do tài chính sớm được? Đó. Thì để cái CF tăng này thì anh chị phải tập trung vào công việc của mình, thế mạnh của mình để tăng cái thu nhập lên là thứ nhất. Thứ hai, để tăng được cái CF ý thì chúng ta đầu tư tích sản phải có một mục tiêu rõ ràng. Thế là hàng tháng chúng ta tích vào, hàng tháng chúng ta tích vào. Thì khi chúng ta có mục tiêu rõ ràng thì rõ ràng như nói ở trên, chúng ta chi tiêu khoa học hơn, chúng ta bỏ ra được nhiều hơn. Đó, đấy là bước đầu, làm sao để có dòng tiền đầu tư lớn hơn. Đúng không ạ? Tập trung công việc để năm sau lương cao hơn năm trước, năm sau cao hơn năm trước. Thế là tiền bỏ vào tích sản năm sau cao hơn năm trước. Đó. Rồi là chi tiêu khoa học hơn, tiết kiệm hơn, chúng ta sẽ bỏ được nhiều hơn. Yếu tố thứ hai để làm tăng cái lượng tiền trong tương lai, hay nói cách khác làm giảm cái thời gian để chúng ta có thể tự do tài chính, đó là thời gian đầu tư dài hơn. Tức là cái N này, số 5 này nó phải dài. Đây, mọi người nhìn thấy tỷ phú Warren Buffett ấy, số 5 các ông càng dài thì nó càng phát huy khủng khiếp đấy. Thì N dài bằng cách nào? Đơn giản lắm. Đơn giản lắm. Một là các anh chị đầu tư càng sớm càng tốt, đầu tư đúng hướng càng sớm càng tốt. Bởi vì rất nhiều anh chị nhiều năm trên thị trường thì các anh chị đã biết rồi. Chúng ta sai, chúng ta mất 5-7 năm chúng ta lại mất đống tiền. Vậy thì chúng ta phải đầu tư đúng hướng càng sớm càng tốt. Thì cái N nó sẽ được giải. Hoặc thứ hai là các anh chị sống trường thọ được càng tốt, tập thể dục nhiều cho sức khỏe nó tốt, sống trường thọ hơn, thế thì chúng ta đầu tư dài hơn. Đúng không ạ? Mà tập thể dục tốt, sức khỏe tốt thì lại tiết kiệm được tiền, thì CF nó lại lớn hơn. Hoặc là các cô chú có tuổi rồi, bây giờ mới tích sản. Ok, vậy thì hãy định hướng cho con mình, cho cháu mình tích sản càng sớm càng tốt. Cho các bạn ý học về tài chính ứng dụng nhá, không phải là tài chính đầu tư không đâu, ứng dụng toàn diện tài chính vào bản thân, từ công việc đến tiết kiệm, đến chi tiêu, đến đầu tư ấy. Phải đào tạo các bạn toàn diện như vậy. Thì để các bạn ý tham gia đầu tư càng sớm càng tốt. Thì có khi các bạn chỉ độ 30 tuổi các bạn tự do tài chính thôi. Đó, chúng ta chưa không làm được sớm thì con chúng ta làm được sớm. Con chúng ta không làm sớm thì cháu chúng ta làm được sớm. Đó, đấy là vấn đề thứ hai, thời gian đầu tư kéo dài càng tốt. Vấn đề thứ ba là lãi suất đầu tư cao hơn. Đó, để lãi suất này cao ấy, một là chọn đúng cổ phiếu. Thì cộng đồng tích sản cổ phiếu AZFIN Việt Nam đã chọn thay cho anh chị quý vị rồi.
Thứ hai, để GR này ổn định và cao ấy, đó là hãy phân bổ tài khoản một cách hợp lý, 3 năm cổ chẳng hạn. Còn nếu ai ít tiền quá thì phân một cổ thôi cũng được. Nhưng mà cứ một quý cổ này thì quý khác cổ khác thì vẫn phân ra được làm nhiều cổ. Và nếu có thời gian thì học thêm cái chương trình đọc vị cổ phiếu để mình có thể chủ động được biết được những cái cổ phiếu nào hấp dẫn, phù hợp với cái mục tiêu của mình. Thì đấy là ba yếu tố giúp cho lãi suất kép phát huy tác dụng. Phát huy tác dụng. Tiếp theo là ứng dụng tích sản cho con học đại học chẳng hạn. Nếu mà bỏ vào 120 triệu ban đầu, ban đầu bỏ luôn một cục 120 triệu, mua cho con được một rổ khoảng 3-4 cổ phiếu, rồi sau đó mỗi tháng bỏ thêm 2 triệu thôi. Mỗi tháng bỏ thêm 2 triệu rồi trong 18 năm tới, giả định bây giờ là con bắt đầu sinh đi, 18 năm tới mỗi tháng 2 triệu thôi thì cực kỳ dễ dàng anh chị ạ. Bởi vì bây giờ 2 triệu đã không khó rồi, nhưng mà 18 năm tới thì 2 triệu nó còn quá bé, bỏ dễ lắm. Nhiều anh chị có thể bỏ nhiều hơn rất nhiều. Thì sau 18 năm sẽ có 3,82 tỷ đồng. Nếu tính lạm phát là 4% một năm đi, nhưng trong tương lai khả năng cao sẽ thấp hơn đấy, nhưng mà thôi ta cứ tính số đó đi, 4% một năm đi, thì cái khoản tiền đó nó vẫn tương đương với thời giá bây giờ là 2,24 tỷ đồng anh chị ạ. Anh chị lấy 1,04 mũ 18 rồi tóm lại đó là anh chị chiết khấu cái chuyện đó đây, thì nó tương đương với thời giá bây giờ vẫn là 2,24 tỷ đồng. Thì như vậy thoải mái cho con học trường quốc tế ở Việt Nam. Còn nếu đi du học đại học thì chắc cần thêm một chút nữa. Hoặc không du học đại học thì du học, học MBA đi, học thạc sĩ đi thì cũng chỉ hết từng này thôi. Thậm chí không đến. Nếu anh chị muốn con học cái trường cao hơn, học đại học 4 năm liền, các anh chị có thể nâng lên, thay vì 120 triệu thì bỏ 240 triệu là đủ. Hoặc là không nâng cái đó lên thì các anh chị thay vì bỏ 2 triệu một tháng, các anh chị bỏ 4 triệu một tháng đi. Thì cũng thoải mái. Đó, khi các anh chị làm được điều đó, điều này thì sao? Thì rõ ràng đến lúc con các anh chị học đại học thì các bạn ý thì chúng ta cũng không bị nhỡ nhàng trong cái câu chuyện. Chúng ta không phải vất vả phải đi chạy vạy nơi này nơi khác. Và xin thưa mấy anh chị, cái số tiền 2,24 tỷ hay là 3,82 tỷ này ấy, vào năm đầu con đại học đâu có cần hết, cần một ít thôi. Thì số này lại sinh lời được 10% một năm chẳng hạn, hay 15% một năm chẳng hạn. Bằng với lợi suất thị trường chứng khoán. Thì anh chị thử tính xem 3,82 tỷ. Gọi gọi cho là các bạn ấy cần năm đầu là 1 tỷ đi. Tỷ rưỡi đi. Vẫn còn 2 tỷ 3. 2 tỷ 3 mà tăng được 15%. Đúng không ạ? Nó thêm được bao nhiêu? 350 triệu nữa. Thế là các anh chị có 2 tỷ 8, 2 tỷ 9. 2 tỷ 8 năm sau lại lấy hẳn tỷ rưỡi đi. Vẫn còn tỷ 3. Tỷ 3 lại sinh lời 15%. Thì nó lên lại lên hơn tỷ rưỡi. Nó vẫn cứ đẻ ra như thế. Còn nếu các bạn mà chỉ cần ít thôi, các bạn chỉ cần gọi là 1 tỷ đổ lại, thì 3 tỷ 8 cần 1 tỷ, còn 1 tỷ 8, 2 tỷ 8. 2 tỷ 8 mà lợi suất được 15%. Thì được 420 triệu nữa là ra 3 tỷ 240 triệu. Các bạn lại lấy 1 tỷ tiếp của năm thứ hai thì vẫn còn 2 tỷ 240 triệu, lãi 15% thì cũng thành hơn 2 tỷ rưỡi. Các bạn lại lấy 1 tỷ tiếp năm thứ ba thế là vẫn còn là tỷ rưỡi, đúng không? Lợi suất được 15% thì vẫn lên được tỷ tỷ 8. Thế là các bạn học thoải mái luôn đó, chỉ cần thế thôi. Thì lúc đó bố mẹ không phải xô bồ, không phải vi cả, mà đó tự tiền nó sẽ đủ cho các con. Đủ cho các con. Phục đã từng chứng kiến ở trường Olympia, cái giai đoạn 2010-11 ấy, các bố mẹ cho con 2009-10-11, bố mẹ cho con học trường Olympia rất nhiều. Để mục tiêu là, ôi các bạn ấy đi học xong rồi cấp 3 rồi đi học đại học ở nước ngoài. Thế cuối cùng là không chuẩn bị tinh thần cho việc ôn đại học trong nước. Thì đến năm 2012, 13, 14 bất động sản nó đóng băng một loạt. Các vị hết sạch tiền nhưng không có tiền cho con đi học đại học ở nước ngoài. Thế thì cuối cùng lúc ấy chỉ còn có mấy tháng gấp rút các cháu nó, các em vất vả vô cùng để quay về học đại học trong nước, phải ôn thi đề trong nước để học đại học trong nước. Thật là đau đớn giai đoạn nào chủ quan.
Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị như thế. Rồi là đặc biệt như thế này. Khi tích sản cùng các bạn ấy, các bạn đủ 5 tuổi chúng ta có thể trao đổi với các bạn về đầu tư. Thế là đến năm 18 tuổi các bạn đã có 13 năm kinh nghiệm về tích lũy đầu tư, học hỏi tích lũy tiết kiệm từ cha ông, từ bố mẹ. Học hỏi cái cách đứng trên vai người khổng lồ từ lúc đó. Đúng không? Rồi là học hỏi cái cách gọi là ứng dụng cái lợi suất kép vào từ cái lúc 5 tuổi, 6 tuổi. Thì đến năm 18 tuổi thì sao? Các bạn sẽ có những cái kiến thức, cái kinh nghiệm sống, kiến thức về tài chính, quy hoạch mọi thứ, tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư, vân vân. Không một trường đại học nào có thể dạy được các bạn những cái điều đó anh chị ạ. Đó là một cái sự trải nghiệm tuyệt vời dành cho các bạn trẻ. Đúng không? Vậy mà bây giờ chúng ta rất nhiều người cứ mang tâm lý cờ bạc vào để ứng dụng vào tích sản. Đấy đâu phải tích sản. Đúng không? Tiếp theo, vậy sứ mệnh và giá trị cốt lõi của tích sản là gì? Tại AZFIN, thì AZFIN muốn xây dựng tích sản cổ phiếu giúp các thành viên xây dựng kênh thu nhập thụ động hướng đến tự do tài chính thông qua cái việc tích lũy cổ phiếu xuất sắc với giá hấp dẫn. Và các anh chị đừng nhầm ở đây là giá hấp dẫn là mua vào là tăng luôn. Không ai làm được điều đó cả. Giá hấp dẫn ở đây là so với định giá của nó. Còn thị trường hoàn toàn nó có thể giảm mất một nửa bình thường. Đừng nhầm lẫn giữa giá hấp dẫn và giá đáy nhé. Nếu các anh chị đoán được đáy hay là tôi mà đoán được đáy thì tôi sẽ thành thánh rồi. Ngồi ăn chuối cả nải rồi. Nếu mà đoán được đáy thì Buffett lợi nhuận một năm vài ngàn phần trăm chứ không phải 20% đâu. Một năm kiếm từ tay không có thể kiếm một vài tỷ đô cơ. Thế cho nên hãy phân biệt được giá hấp dẫn và cái giá đáy nhé. Chúng tôi thấy rất nhiều người nhầm lẫn ở với chỗ này. Và có thể nói là cực kỳ vớ vẩn luôn. Thưa anh chị là như vậy. Cực kỳ vớ vẩn luôn. Lúc nào cũng lôi giá ra để chém gió. Bốc phét. Sau khi mọi sự đã xảy ra rồi, chém gió bốc phét thật lực. Giái đỉnh mạng đi mua. Trong khi tôi không thấy một ai, hoặc là có thấy thì cực kỳ hiếm, nói đến giá trị của doanh nghiệp, nói đến triển vọng tương lai mạnh mẽ của doanh nghiệp. Có tốt hay không? Bởi vì chúng ta đầu tư là vì tương lai, để có được cái nguồn thu nhập mạnh trong tương lai thì chúng ta mới tự do tài chính được. Bị sai lệch rất nhiều. Tiếp theo, giá trị cốt lõi của tích sản cổ phiếu là gì? Một là đầu tư giá trị, không phải lướt sóng, không phải chết đinh. Thành ra không có chuyện là 7% hay 8% cắt lỗ. Đấy là đầu cơ, đấy lướt sóng rồi. Nếu anh chị thích thế thì anh chị có thể ra ngoài khỏi cộng đồng. Và đừng có lên mặt ở đây là phải cắt lỗ hay phải XYZ. Chúng ta đầu tư giá trị tại sao phải thế? Đấy là chết đinh rồi. Thế thì làm sao chúng ta có thể an nhàn được trong tương lai được anh chị? Đúng không? Rồi tiếp theo, cái giá trị cốt lõi thứ hai là phải lựa chọn cổ phiếu xuất sắc. Xin chia sẻ với anh chị, tôi cũng là một trong những người có nhiều thông tin nhất trên thị trường chứng khoán này. Nhiều lúc tôi biết cái cổ phiếu đầu cơ ABC khả năng rất cao, nó có thể tăng giá 100% trong một vài tháng. Nhưng mà nguyên tắc là nguyên tắc. Nếu chúng ta đam mê, chúng ta quen vào cái đó ấy, 10 lần chúng ta được, lần thứ 11 ấy, chúng ta full margin là chúng ta về mò ấy. Và chúng ta cứ mải mê theo cái việc đầu cơ ấy, thì rồi chúng ta sẽ đi rất xa rồi. Đi xa bờ. Thế thành ra cái tiêu chí phải lựa chọn cổ phiếu xuất sắc. Đấy là giá trị cốt lõi thứ hai. Giá trị cốt lõi thứ ba, không chỉ mua cổ phiếu mà là mua một phần của doanh nghiệp. Chỉ có thế thì chúng ta mới đồng hành được cùng doanh nghiệp lâu dài và hưởng lợi từ cái sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thì khi mua cổ phiếu
là mua một phần doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có cái tư duy của ông chủ doanh nghiệp. Chúng ta sẽ có tư duy. Thật buồn cười khi một số các cái đại hội đồng cổ đông của các cái tập đoàn hàng đầu Việt Nam, họ rất vất vả làm ăn tập trung mạnh mẽ. Thế là cuối cùng các nhà đầu tư nhảy vào được 5 ngày, 3 ngày không tăng, chửi cả người ta lên, chửi cả mả nhà người ta lên. Người ta làm gì? Người ta mới là những người cần cái giá trị doanh nghiệp gia tăng trong thời gian lớn nhất, lâu dài nhất. Bởi người ta đâu có bán cổ phiếu. Người ta sở hữu một nửa công ty cơ mà. Vậy thì người ta muốn cái giá trị của công ty trong tương lai nó phải tăng mạnh, tăng nhanh, ầm ầm. Người ta không phải là tay đầu cơ. Người ta không phải là mấy người chuyên buôn cổ phiếu. Và quá lạ, chúng ta lại rất thích mấy ông chủ doanh nghiệp không quan tâm gì đến kết quả kinh doanh, lên chém gió cổ phiếu. Nói thật hay, thật tốt về cổ phiếu thì chúng ta lại tán thưởng. Vậy là sao? Đúng không ạ? Đó, thì mua một phần doanh nghiệp là như thế. Khi đó chúng ta sẽ đứng vai trò là chủ doanh nghiệp. Chúng ta sẽ tư duy về doanh nghiệp. Chúng ta sẽ biết giá trị của doanh nghiệp. Và thứ tư là tập trung vào giá trị thay vì giá, như tôi đã nói lúc nãy. Vì thế, nếu ngày nào cũng nôi giá ra mà nhìn ý, thì các bạn chuyển sang đầu cơ đi. Đừng có tích sản làm gì cả. Nó ảnh hưởng đến công việc của các bạn. Tôi thấy rất buồn cười. Đã tham gia tích sản mà cuối cùng ngày nào cũng lôi ra để nhìn giá rồi là suýt xoa. Rất buồn cười. Thay vì nhìn giá, ngày nào các anh chị cũng có thời gian, bớt thời gian đi đọc về cơ bản doanh nghiệp, đọc về giá trị doanh nghiệp. Xem nó có tốt hay không. Đọc về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Đọc về vĩ mô. Đúng không? Năng lực và thời gian của con người có hạn, chúng ta chỉ có hơn 10 tiếng để chúng ta làm việc thôi. Vậy thì nếu chúng ta dồn 5 tiếng vào đọc bảng giá thì chúng ta còn đâu thời gian chúng ta nghiên cứu giá trị doanh nghiệp? Còn đâu chúng ta tập trung vào làm ăn? Thay vì cái thời gian nhìn giá, hãy chuyển nó vào nghiên cứu giá trị doanh nghiệp. Nghiên cứu về cái chiến lược để chúng ta tự do tài chính sớm. Phải hoạch định cái chiến lược ấy ra và thực hiện từng bước một cách vững chãi. Đó, còn vị nào mà lúc nào cũng giá giá, không bao giờ nói giá trị thì vị đó không bao giờ hợp với tích sản đâu. Và thứ năm, hãy kiên định và kỷ luật. Đầu tư cổ phiếu vừa mới vài tháng, thậm chí năm, chưa chi đã muốn ít. Các vị nghĩ sao? Nó lại dễ như thế à? Nếu dễ như thế đã không chuyện 95% thua lỗ. Chúng ta phải kiên nhẫn chứ. Doanh nghiệp thì cũng cần phải thời gian thì nó mới tăng trưởng được chứ. Lương của chúng ta một năm khi chỉ tăng được một lần thôi, thậm chí ít hơn, được vài phần trăm. Vậy thì cái giá trị doanh nghiệp nó cũng phải được xây dựng trên một quá trình dài, chứ không phải ngày một, ngày hai. Đúng không? Các anh chị thử tính mà xem. Mỗi năm các anh chị lương tăng được 5-10% không? Vậy mà doanh nghiệp nó làm vài chục phần trăm, chúng ta còn chê, đúng không? Đó, hãy kiên định và kỷ luật. Chỉ có kiên định và kỷ luật thì chúng ta mới đi được đến cuối con đường. Còn không ấy, chúng ta sẽ là những người thua cuộc, những người bỏ cuộc và những người chết giữa đường. Đó là năm cái giá trị cốt lõi của tích sản cổ phiếu. Đúng không? Đây, tôi lấy ví dụ các anh chị biểu đồ thế giới di động này. Để đạt được cái lợi suất như ngày hôm nay ấy, các anh chị biết bao nhiêu sóng gió không? Năm anh cuối 2014 khi lên sàn này, nó giảm một mạch 40% anh chị ạ. Nhìn nhỏ này thôi 40%. Tiếp theo từ 2015 đến tận gần 2016, đầu 2015, 2016, 8-9 tháng liền nó giảm đi một nửa giá trị cổ phiếu. Rồi tiếp theo đây, năm 2018 đây, đỉnh thị trường chứng khoán đây, nó giảm một phát cũng 35% anh chị ạ. Nó không đơn giản đâu. Rồi 2020 đây nó giảm về 58% anh chị ạ. Tôi còn nhớ tôi cầm cổ phiếu giai đoạn đó, có lúc hình như nó lên 128, 129 ấy. Không phải là giá 890 đâu. Đây là biểu đồ điều chỉnh đấy. Còn giá lúc ấy nó 128, 129. Và nó giảm xuống 56.7. Tôi vẫn nhớ lúc đó. Tức là nó giảm gần 60% anh chị ạ.
Rồi đợt rồi nó cũng từ 165 nó còn 121 chứ. Cho giảm 44 giá chứ. Rồi bây giờ nó lại trở lại 153. Tích sản đâu phải là ăn ngay được. Nếu ăn ngay được thì nó đâu có dành cho chúng ta, anh chị ạ. Nếu ăn ngay được ấy thì các cái tay đầu có sỏi trên thế giới nó đã ăn hết rồi. Nó cũng phải có lúc lên lúc xuống. Tuy nhiên nếu là một cái doanh nghiệp có giá trị của nó tăng dần ấy, giá trị của nó tốt ấy, thì về cơ bản giá cổ phiếu cuối cùng nó cũng đi theo một cái xu hướng tăng như vậy. Và chúng ta phải kiên định với nó thì chúng ta mới có thành quả. Không thì không bao giờ chúng ta có thành quả được. Đó. Rồi là đi sâu hơn về năm cái giá trị cốt lõi của tích sản cổ phiếu chúng ta. Đầu tiên là đầu tư giá trị. Với đầu tư giá trị là cái gì? Đầu tiên là phải là cổ phiếu tốt đã. Và mua phải mua dưới giá trị nhé. Dưới giá trị. Và nắm giữ lâu dài. Đấy mới đầu tư giá trị. Đó. Chúng ta phải đáp ứng đủ ba yếu tố này. Một, cổ phiếu tốt. Hai, mua dưới giá trị. Giá trị đây là giá trị định giá của nó. Giá trị nội tại của nó. Chứ không phải là chúng ta phải mua được giá đáy. Không làm được điều đó đâu. Nếu anh chị nào làm được thì chúc mừng anh chị và mời anh chị cứ theo cái thế mà làm. Và thứ ba là phải nắm giữ lâu dài. Bởi vì giá trị là gì? Là theo đuổi cái giá trị của doanh nghiệp. Lâu dài nó đẻ tiền cho chúng ta, nó đẻ dòng tiền cho chúng ta ấy. Thì đấy là giá trị. Đó. Cái giá trị cốt lõi thứ hai là đầu lựa chọn cổ phiếu xuất sắc. Xuất sắc ở đây là gì? Một, nó phải có lợi thế cạnh tranh mạnh. Chỉ có lợi thế cạnh tranh nó mới giúp doanh nghiệp này đứng vững trong lâu dài. Thứ hai là quản trị công ty phải xuất sắc. Chỉ có quản trị tốt thì lãnh đạo mới đưa doanh nghiệp đi đến những cái tầm cao mới, hoặc quản trị tốt thì lãnh đạo mới chia cổ tức cho chúng ta. Và thứ ba là hiệu quả kinh doanh phải cao. Thì đấy là lựa chọn cổ phiếu xuất sắc. Tiếp theo là mua một phần của công ty. Phục thử hỏi anh chị, người giàu nhất là những ai? Đó là chủ công ty. Họ có bán cổ phần của mình không? Chủ những công ty lớn ấy, xuất sắc ấy. Họ đâu có bán. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải học hỏi những người giàu nhất đó. Ví dụ ông Trương Gia Bình chẳng hạn, có phải ngày nào ông đi nói đến cổ phiếu đâu. Ông suốt ngày nói đến chuyển đổi số, nói đến công nghệ, nói đến vân vân. Thì tự nhiên tiền nó đến, ông ấy không quan tâm đến cái việc là giá cổ phiếu diễn biến ngắn hạn làm gì cả. Bởi vì nó không làm ông ấy giàu thêm. Ngắn hạn tăng mạnh như rồi nó lại điều chỉnh thôi. Nhưng mà cái giá trị doanh nghiệp ông ấy tập trung vào đấy. Thì giá trị doanh nghiệp nó sẽ ngày càng tăng rất mạnh mẽ. Thì khi đó tự nhiên là ông ấy có được cái nguồn thu nhập cao, cổ tức công ty cao, rồi sau đó mới tính đến à giá cổ phiếu nó sẽ tăng mạnh, nó là như vậy. Còn nhà đầu tư chúng ta thì sao? Lúc nào chỉ thích đến họp đại đồng cổ đông 10 ông thì 9 ông cứ hỏi về giá, hỏi về chia cổ tức, hỏi về XYZ, hỏi vì vân vân những cái thú tận đầu đầu ấy. Đâu có mấy ông hỏi về à các anh đầu tư có anh làm việc như thế có khó khăn vướng mắc gì như thế nào, các anh giải quyết như thế nào, các anh xây dựng cái chuỗi giá trị của mình trong 5 năm 7 năm tới ra sao, giá trị của chúng tôi liệu nó có tăng trong dài hạn hay không. Đâu có ai hỏi cái chuyện đó. Ông nào nên ôi giá cổ phiếu của anh mấy tháng nay chả tăng gì cả, anh vớ vẩn vừa thôi, anh phải quan tâm đến chúng tôi chứ. Ố, ông đâu phải người làm giá cổ phiếu, lãnh đạo doanh nghiệp mà làm giá cổ phiếu mà phải quan tâm là đánh cổ phiếu lên cho các vị à? Việc của họ ấy tốt nhất ấy, họ phải tập trung đó là ông hãy nâng cao giá trị của doanh nghiệp. Ông ấy mở rộng phát triển doanh nghiệp không ngừng để giá trị tương lai tăng lên, thì cái đó mới là cái nhà đầu tư cần. Chứ không phải là đến, ui ông ơi tôi mua vào của ông mấy tháng rồi, ông đẩy giá lên cho tôi đi. Không có chuyện ý đâu. Đi lấy tư duy của những người nhỏ mọn cuối cùng áp cho những người tỷ phú đô la nó sao có hợp được. Người ta sở hữu doanh nghiệp người ta đâu có bán, người ta muốn xây để trường tôn thì người ta phải tập trung vào giá trị chứ.
Nếu người ta tập trung thế thì tốt quá rồi còn gì. Chúng ta càng phải an tâm chứ. Thì nếu mua cứ muốn người ta đánh giá cổ phiếu lên chứ, người ta nếu người ta đã đánh lên thì người ta phải úp xuống, phải úp chết cổ đông nhỏ. Bởi vì làm sao có công ty nào đánh lên mãi được, không tập trung làm ăn. Đúng không? Đánh lên cứ tưởng vui xem, chúng ta cứ vui xem. Nhưng cái giá trị nó bị rỗng thì một ngày nào đó nó sẽ úp nát đầu chúng ta. Các anh chị có kinh nghiệm ở những cổ phiếu lái thì còn gì nữa. Nó đánh lên gấp 3, gấp 4 hình cây thông ấy, xong nó úp một phát thì là chết luôn. Đúng không ạ? Thay vì thế hãy nhìn vào giá trị đi. Thì lúc ý chúng ta mới hướng đến tích sản lâu dài và nó mới đẻ ra cái dòng tiền mạnh mẽ và lớn và tự do tài chính. Đúng không? Đấy, hãy tư duy như một người chủ. Thì chúng ta mới đồng hành được cùng nó lâu dài. Còn chúng ta tư duy như một con buôn ngắn hạn thì nó không bao giờ ổn. Con buôn ngắn hạn nhé, chứ Phục không nói đến những người buôn bán kinh doanh đâu nhé. Con buôn theo nghĩa khác ấy, chứ không phải những người bán buôn bán kinh doanh. Người buôn bán kinh doanh họ có triết lý của họ. Còn tiếp theo là tập trung vào giá trị thay vì giá cả. Thì giá là thứ bạn trả, còn giá trị là thứ bạn nhận được sau này. Đó, giá trị là thứ bạn nhận được sau này. Đấy, tức là cái dòng tiền thụ động là những cái chúng ta được nhận sau này. Cái giá trị ý là chúng ta nhận sau này. Còn cái giá nào chúng ta phải trả. Nếu một doanh nghiệp vẫn như thế, nó tăng gấp rưỡi thì cả thế giới tung hô. AZFIN thì không nói đến FPT và thế giới di động đợt này nhiều, PNG nhiều. Những cái thứ đó đều có ở trong báo cáo chiến lược hết chứ. Tăng giá rất mạnh. Nhưng mà AZFIN mà bây giờ nói, thì tất nhiên giá những thằng ấy vẫn còn hấp dẫn trong dài hạn, vẫn đầu tư dài hạn tốt. Nhưng nhỡ bây giờ định giá nó chiết khấu không cao mà nói nhiều quá, thì là anh chị nhảy vào đu đỉnh nó giảm đi sao? Thì hỏng rồi. Đúng không? Chúng ta hãy tập trung vào những cái cổ phiếu có giá trị tốt nhưng mà giá nó giảm. Rất lạ, cổ phiếu tăng trần ầm ầm thì lúc ấy nhảy vào khen ngon ầm ầm, cứ nhảy vào khen ngon thật thật lực. Còn cổ phiếu nó giảm, doanh nghiệp vẫn thế, các anh chị thử nghĩ mà xem, cùng một cổ phiếu thôi đi, nếu nó tăng gấp rưỡi thì nhảy vào khen ầm ầm luôn, nếu giảm nửa thì chúng ta lại chê bai ỏng nghèo. Đúng không? Doanh nghiệp nó vẫn vậy mà. Đó. Chính vì thế tích sản của chúng ta là tư duy khác biệt, là dựa vào giá trị thay vì giá. Nếu có giá thì giá rẻ thì chúng ta mua, cao quá chúng ta bán bảo vệ lợi nhuận. Thậm chí nếu chúng ta yêu cổ phiếu quá và triển vọng tốt, chúng ta có thể giữ lâu dài, đừng bao giờ nhìn giá. Hãy nhìn cái dòng cổ tức. Tuy nhiên là đa phần chúng ta vẫn chưa luyện được điều đó. Thành ra AZFIN vẫn phải đưa ra cái ngưỡng giá ngừng tích sản và ngưỡng giá cân nhắc bạn. Và kiên định kỷ luật. Đó. Vì sao mà đầu tư đất tỷ lệ thành công cao hơn đầu tư chứng? Vậy đầu tư đất người ta đâu có dễ dàng mang cái tài sản người ta ra bán vèo cái xong đâu, có khi nửa năm không bán được, có khi một năm không bán được. Đất có khi người ta kẹp 10 năm. Đúng không? Còn chứng thì sao? Ngứa tay lên là vác ra và bán. Không chịu nhìn giá trị là thế nào. Càng rẻ càng phải lôi ra cắt, càng rẻ càng phải lôi ra bán. Nó rất lực cười. Cái điều đó thì rất đúng với những cái công ty người ta thích giao dịch nhiều để họ có nhiều phí. Nếu mà chết đinh mà mang lại nhiều lợi nhuận thì đã có cực kỳ nhiều tỷ phú đô la từ giao dịch rồi. Nhưng mà không có đâu anh chị. Đó. Rồi tiếp theo. Vì sao chủ doanh nghiệp xuất sắc tăng tài sản nhanh hơn nhiều lần so với nhà đầu tư? Ví dụ ông Hồ Xuân Năng này. Ví dụ chủ tịch FPT này, những FPT tạo ra đâu khoảng độ mấy nghìn tỷ phú, triệu phú đô la. Hay vì sao, hay ví dụ ông Long này, ông Hùng Anh này. Vì sao tài sản ông ấy tăng nhanh thế, 10 năm trước bé tí mà bây giờ đã tăng 2 30 lần, 3 40 lần. Đó bởi vì họ nắm giữ lâu dài những cái cổ phiếu tốt của họ. Và chia sẻ với anh chị, thậm chí chúng ta lợi hơn họ rất rất nhiều lần. Là chỗ chúng ta muốn thì chúng ta mua được.
nếu những lúc giá cực kỳ bèo bọt chúng ta mua rất dễ. Bây giờ họ mua rất khó, họ phải đăng ký mua đủ thứ trên đời, thậm chí họ trên 3 năm hay trên 40% họ phải đăng ký như thế nào họ mới mua được. Họ phải đăng ký gọi là mua công khai rồi đủ thứ rất phức tạp thì họ mới mua được, chứ đâu phải họ muốn là mua được đâu. Chúng ta cứ rất rẻ muốn là chúng ta mua được, thuận lợi hơn họ chứ. Hoặc là cao quá chúng ta có thể bán được. Họ làm sao lôi 40% công ty họ ra bán cho ai? Đấy, chúng ta đang có lợi thế so với họ đấy. Và vì sao Warren Buffett lợi suất kép có 20% một năm mà lại là nhà đầu tư giàu nhất thế giới? Ông mà không từ thiện mà từ thiện để tái đầu tư chứ, xin thưa anh chị, tài sản không dưới 250 tỷ đô đâu. Không phải là ông ấy tăng chậm đâu. Vì ông vác đi từ thiện quá nhiều đấy. Đó, ông ấy kiên định, ông kỷ luật được thì ông tự nhiên cái lãi suất kép nó mới phát huy tác dụng. Còn chúng ta cứ cắt lên ngụp xuống được tí này này, cắt rồi vân vân, cuối cùng chúng ta làm gì có lãi kép tác dụng, phát huy tác dụng. Thế cho nên nó mới sinh ra câu chuyện Jeff Bezos mới hỏi Warren Buffett, chiến lược đầu tư của ông đơn giản thế, mua và nắm giữ doanh nghiệp tốt, thế là cứ thế tăng tài sản, tại sao người ta không bắt chước ông? Đấy, thì câu trả lời thì anh chị đều biết cả. Bởi vì không ai muốn giàu chậm cả. Ai cũng muốn mua xong cái giá của mình nó tăng điên cuồng ấy. Tiếp theo, câu chuyện tích sản FPT từ 2013. Đây là tôi đã chia sẻ rồi. Thì đây, anh chị nhìn xem. Cổ phiếu FPT không phải một cổ phiếu xuất sắc nha. Tôi khẳng định với anh chị như thế. Nó là cổ phiếu tốt, nhưng nó không phải là cổ phiếu xuất sắc. Bởi vì tăng trưởng lợi nhuận nó không hề cao. Gần đây nó mới bắt đầu cao. Còn hồi 2012, 13, 14, 15, 16, 3, 4 năm liền nó đi ngang. Nó không phải là một doanh nghiệp quá xuất sắc. Đấy, nhưng mà đầu tư 1K cổ phiếu cuối 2013 ấy, thì đến nay nó đã thành 3.816 cổ phiếu rồi. Cổ tức nhận được trong cái thời gian là hơn 40 triệu đồng và cứ tái đầu tư liên tục ấy, thì nó mua được từ 700 đến 1.100 cổ phiếu FPT. Bởi vì ví dụ trả cổ tức năm 2014 thì mua luôn cổ phiếu FPT được một ít, trả cổ tức 2015 mua luôn ít, 2016 mua luôn ít, 2017 mua luôn. Đấy, thì với 35 triệu đồng mua một cổ phiếu cuối 2013 được 1K cổ phiếu FPT, thì đến cuối 2022 chứ không phải 20 đâu nhỉ, thì có thể đạt được 4.516 cổ đến 4.916 cổ, tùy vào cái cổ tức kia mua được giá bao nhiêu. Đó, 1K cổ phiếu năm 2013 đến nay đã gần, mấy hôm nữa chia cổ phiếu thì đến hết năm 2022 này sẽ tới 4.000, hơn 4.500 đến 4.900 cổ. Thì nó đã nhân số lượng cổ gấp 4,5 đến 4,9 lần. Đúng không? Hoặc là nếu mua mỗi 1K cổ phiếu trung bình là 50 triệu đồng 1.000 cổ trong vòng gần 10 năm qua, 8-9 năm qua, thì số lượng cổ phiếu đến năm 2022 của anh chị có thể đạt 24.000 đến 26.000 cổ. Đó. Tức là mua trong 9 năm qua, mỗi năm mua 1.000, rồi nó vừa chia cổ phiếu vừa lấy tiền mặt để mua cổ tức, thì nó mua cổ phiếu thì nó được 24 đến 26.000 cổ. Và dòng của cổ tức của anh chị ấy đã được 44 đến 48 triệu đồng một năm. Đấy, tức là bỏ ra 500 triệu đấy. Mỗi năm 50 triệu thôi. Trong vòng 8-9 năm thì các anh chị được 44 đến bây giờ nhé. Không phải là tổng được 44 triệu đến 48 triệu cổ tức một năm đâu, mà bây giờ đã đạt được 44 đến 48 triệu cổ tức một năm. Đó. Và tổng tài sản nó tăng từ 500 triệu lên khoảng 2 tỷ 3, 2 tỷ 4 rồi. Đấy là cách tích sản đơn giản đấy. Mỗi năm mua 1.000 cổ, từ mỗi tháng chưa đến 100 cổ đâu anh chị nhé. Các anh chị đã có một mớ cổ tức này. Và với việc FPT nó chia 20% cổ phiếu năm 2022 thì cổ tức năm sau nó tăng 20% đấy. Nó cũng, ví dụ nó vẫn trả 2.000 đi, nhưng năm nay 1.000 cổ thì năm sau được hưởng 20% cổ là 1.200 cổ, nó vẫn trả 2.000, thế tức là được 2.4 triệu thay vì được 2 triệu. Đấy, cổ tức nó tăng hàng năm kinh khủng khiếp như thế. Thế thành ra cái lợi suất cổ tức của FPT ý, nếu tính mua 1.000 cổ 2013 bây giờ là thành 4.800 cổ đi, thì 4.800 cổ bây giờ là được, năm tới là được hưởng
gần 10 triệu cổ tức trên 35 triệu đầu tư ban đầu. Các anh chị thấy khủng khiếp chưa? Được, 35 triệu đầu tư ban đầu 1.000 cổ năm 2013. Thì đến hết 2022 chúng ta có 4.800 cổ phiếu, gấp 4,8 lần. Thế là người ta trả hơn 2.000 đồng một cổ một năm. Thế là chúng ta có gần 10 triệu đồng tiền cổ tức cho năm 2022, 2023, 2023 đấy. Một năm đã trả gần chục triệu cổ tức trên cái 35 triệu đầu tư ban đầu. Và năm sau nó lại tăng, lại tăng, lại tăng, lại tăng. Thì khi nhìn vào cái dòng cổ tức như thế thì anh chị có thể giữ qua mọi sóng gió của FPT và anh chị không bán đi. Thì hiện nay với AZFIN Việt Nam và với Phục ấy, thì FPT không phải cổ phiếu để bán. Cho dù bây giờ chia sẻ thẳng với anh chị, cá nhân Phục cũng như AZFIN đánh giá là định giá cổ phiếu FPT không hấp dẫn bằng một phần của những cái cổ phiếu khác, rất nhiều cổ phiếu khác. Thực sự là như vậy đấy. Không hấp dẫn bằng một nửa những cái cổ phiếu, một số cổ phiếu khác mà anh chị che ỏng eo đâu. Đấy, ví dụ như đây là một cổ phiếu bình thường nhá, không phải xuất sắc, tăng trưởng cực chậm. Tiếp theo cổ phiếu ACB có bình thường không? Quá bình thường luôn, thậm chí bị vụ bầu kiên 2012 suýt phá sản. Nhưng mà các anh chị thử nhìn xem, nếu mua một ca cổ phiếu FPT, cổ phiếu ACB năm 2009, vậy đến 2023, 2024 tới chúng ta được gì? Đầu tiên số lượng tiền nhận được cổ tức đây nó trả đứt quãng từ 2009 đến 2015 thôi. Thì nó đã được 9.080.000 đồng trên một ca cổ ban đầu. Các anh chị cộng lại 880 đồng cộng 900 đồng cộng 1.500 cộng 1.700 cộng 700. Cộng vân vân. Đúng không? Và với cái số tiền cổ tức nhận được nhiều như thế thì các anh chị có thể mua được 500 cổ phiếu ACB. Bởi vì giai đoạn này giá cổ phiếu nó không đến 20 cơ. Thấp đấy. Thế là 1.000 cổ thành 1.500 cổ đến 2015. Đấy là giai đoạn bầu kiên bị bắt ACB cực kỳ khủng hoảng. Chỉ 2 năm tín dụng giảm chưa đến một nửa, tức là quy mô ngân hàng giảm một nửa luôn. Đấy, còn tiếp theo, nếu nó không trả cổ tức tiền mặt thì sao? Ok, nó giữ lại tái đầu tư chia cổ phiếu đi. Vậy thì đây, năm 2016 10%, 2018, đây, 10%, 15%, 30%, 30%, 25%, 25%. Như vậy, từ một cái nghìn ban đầu mua 2009 đến năm 2022 này, ấy, số lượng cổ phiếu đã là hơn 5.000 cổ rồi. Cộng thêm, ở đây, là kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022 thì sẽ thực hiện 2023 thì nó đã nói rõ chia 15% cổ phiếu vào 1.000 tiền mặt. Thì tức là số lượng cổ phiếu đến 2023 một ca ACB ban đầu sẽ thành 6.338 cổ phiếu nhờ chia cổ phiếu đấy. Và nhờ cổ tức đẻ ra để nó mua tiếp cổ phiếu đấy. Đó. Và nó sẽ nhận được bao nhiêu? Nhận được thêm hơn 5 triệu cổ tức cho năm 2023 nữa. Bởi vì 1.000 đồng một cổ mà, anh chị nhân mấy số cổ lên chị sẽ nhận được hơn 5 triệu cổ tức tiền mặt đấy trong 1.000 cổ phiếu ban đầu mua ACB. Và 1.000 mua ban đầu giá có bao nhiêu anh chị biết không? Giá có 28 triệu thôi. Bây giờ đã được hơn 5 triệu cổ tức trên cái 28 triệu ấy. Mà đây là một cái doanh ngân hàng gọi là bị gần như là phá sản cái giai đoạn 2012 bầu kiên bị bắt. Đó. Và tỷ suất cổ tức trên số tiền 28 triệu ban đầu lên đến 19,68% tỷ suất cổ tức bây giờ. Tức là anh chị thử tưởng tượng rằng ngày trước ấy, 2009 mua 28.000 được có 880 đồng cổ tức ấy. Tức là được có 3% thôi. Nhưng mà đến nay nhờ chia cổ phiếu vân vân, thế là cái lượng cổ tức nó không phải là 1.000 cổ không phải là được 880.000 đâu, mà nó là được hơn 5 triệu rồi. Đó, tưởng tượng rằng là cổ tức nó tăng hàng năm nó tăng giống thằng FPT. Năm nào nó cũng tăng đấy. Tăng. Thế là năm đầu được có 3% cổ tức. Đúng không ạ? Đến 2023 thì cổ tức nó đã lên đến 19,68% rồi. Và 2024 đây, nhờ chia 15% cổ phiếu thì số cổ tức nó nhận được nó lại cao lên là 20 mấy phần trăm.
Anh chị tưởng tượng xem mỗi năm nó chia 15% cổ phiếu đi, 20% cổ phiếu đi, tức là số lượng cổ phiếu chúng ta tăng thêm 15% mà nó vẫn trả 1.000 thì tức là tổng lượng cổ tức chúng ta tăng 15% đấy. Đấy, chỉ cần 2024 nó vẫn trả 1.000 cổ tức thôi, không cần trả nhiều. EPS nó bằng 3-4.000 ý, bằng 4.000 đồng ý, 5.000 đồng ý, nó trả 1.000 thôi cũng được. Thì cổ tức hàng năm chúng ta đã thêm mấy chục phần trăm. Thì khi nhìn vào những cái dòng ấy thì chúng ta có thể xây dựng được một cái danh mục trả tiền cho chúng ta. Để chúng ta sau này có thể lấy cái tiền đó làm tiền chi tiêu tự do tài chính thôi. Đúng không? Và hàng tháng, việc của chúng ta là hàng tháng mua thêm. AZFIN còn cẩn thận đưa ra cái giá ngừng mua để anh chị không phải mua giá cao. Và hàng tháng anh chị mua cổ thì anh chị vào thăm nó một tí, đọc xem có tin tức gì nó không, cập nhật nó. Nếu nó có vấn đề thì AZFIN cập nhật luôn trên trang tích sản cổ phiếu. À, cổ phiếu này có vấn đề, bán. Thế thôi. Đó là cái cách làm tốt. Chứ không phải là hàng ngày vào nhìn giá rồi bắt đầu cảm thán, bắt đầu khó chịu, bắt đầu ức chế, bắt đầu vân vân. Đấy đâu phải tích sản. Đấy là đánh bạc đấy, chết đinh rồi. Rồi ngay cả mỗi cổ phiếu Thế Giới Di Động là mỗi cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức tiền mặt cực ít nha. Đúng không? Nhưng mà anh chị sẽ bất ngờ khi các anh chị nhìn thấy dòng cổ tức của nó. Không đơn giản đâu. Nó là một cái thằng nhiều anh chị hôm rồi còn bị chửi này, chia giấy nhiều thế, một một. Nhưng mà cổ tức nó tăng điên cuồng nên anh chị ạ, không đơn giản đâu. Đúng không? Nhiều anh chị bảo trả 1.000 giá 140 thì ăn thua gì. Nhưng mà phục cho anh chị biết, nếu mua 1.000 cổ phiếu vào lúc đúng ngày lên sàn đi, 14 tháng 7 2014 đi, thì đến hết 2022 số lượng cổ phiếu được bao nhiêu? Đây, ngày 17 tháng 4 này nó chưa lên sàn đâu nhé, thì không tính cái số lượng cổ phiếu nó thưởng 14 đâu nhé. Không, không phải. Cái số này là chưa thuộc của chúng ta nhé. Tháng 7 nó mới lên sàn thì bắt đầu tính từ mùng 8 tháng 10. Tức là số lượng cổ phiếu thu được với mua 1.000 cổ phiếu ban đầu với giá 81.000 đồng ấy, thì là đã được tăng lên đến 17.000 cổ phiếu đến hết năm nay. Tức là sắp tới nó chia 1-1 thì sẽ lên được 17.000, còn chưa chia 1-1 thì nó sẽ là 8.500 thôi. Anh chị thấy chưa? Tăng lên thành 17.000 cổ phiếu rồi đấy. Rồi cổ tức nhận được 2022 là gì? Tức là trước chia 1-1, tức là nó có 8.500 cổ thôi. Có 1.000 đồng trên 1 ca cổ phiếu đúng không? Trên 140 mấy. Tưởng được có 0.mấy%, nhưng xin thưa mấy anh chị, nó tương đương với 8,5 triệu trên 1.000 cổ phiếu ban đầu mua đấy, tương đương với 10.5% đấy, không ít đâu so với cái giá ban đầu mua đấy. Ôi, nhiều anh chị này bảo ui đấy là mua từ ngày xưa, mày cứ nói chuyện quá khứ, thì tí nữa Phục sẽ minh họa chuyện tương lai cho anh chị. Bây giờ ví dụ được rồi, anh chị mua Thế Giới Di Động đi, 1.4-1.5 đi, một ca cổ đi. Thì bây giờ anh chị nhận được 1.000 tiền mặt đúng không? Được có 0.14 đi, được 0.7% đúng không? Nhưng mà nó sắp chia 1-1 rồi anh chị ạ. 14-15 tới là nó chia 1-1, thế là các anh chị có 2.000 cổ rồi. Sang năm nó lại vẫn trả 1.000 đồng trên một cổ phiếu thì sao? Thì tự nhiên cổ tức của anh gấp đôi năm 2022 này chưa? Đúng chưa? Nó chia cổ phiếu 1-1 mà, năm sau nó lại vẫn trả 1.000 đồng. Thế là có phải gấp đôi cổ tức chưa? 1.000 năm trước mua 140 triệu, được có 1.000 cổ tức. Bây giờ chia làm 2 cổ phiếu, thế là có 2.000 cổ tức cho năm tới. Thế là suất cổ tức của anh chị tăng từ 0.7% lên 1.4% đúng 1 năm, tăng gấp đôi rồi đấy. Năm sau nó lại chia chỉ 50% cổ phiếu thôi, không còn nhiều, 30% cổ phiếu thôi cũng được. Nó lại vẫn trả 1.000, thế là cổ tức của chúng ta so với 1.000 ban đầu mua, nó không phải 2.000 nữa mà nó tăng thêm 30% là 2.600. Nếu nó trả 50% cổ phiếu, tức là tăng lên là 3.000 đồng. Năm sau nữa nó lại trả 30%, thế là cổ tức của chúng ta lại thành 3.900 đồng. Năm sau nữa nó lại trả 50%, thế là cổ tức của chúng ta thành bao nhiêu? 5.900 đồng. Đó, nó tăng đấy. Đó. Anh chị có thể đấy, đây là một cái doanh nghiệp tăng trưởng và rất tăng trưởng và trả rất ít tiền mặt mà còn đạt được cái lợi suất cổ tức kinh khủng như vậy.
thì khi nó ngừng tăng trưởng thêm hoặc nó tăng trưởng chậm thêm nó sẽ trả cổ tức điên cuồng như thế này, đúng không? FPS thế giới di động năm rồi nó cũng được 7.000, tương lai nó không đầu tư mở rộng nữa nó trả cổ tức 5.000 đồng chẳng hạn, như gấp 5 lần luôn. Đó. Đây, nếu năm 2023 trả 1.000 tiền mặt thôi thì cổ tức đã gấp đôi năm 2022 rồi. Thế thì cái lợi suất nó không phải 10,5% mà nó là 21% so với 1.000 mua ban đầu. Đúng không? Đấy, các anh chị thấy cái tư duy tích sản nó là ở cái gốc rễ vấn đề như thế. Và Phục cũng chia sẻ nhiều lần rồi. Nhưng cuối cùng sau vài hôm lại trôi đi mất. Bởi vì các anh chị không kiên định được. Đó là một điều cực kỳ đáng buồn. Ở trong cộng đồng của chúng ta cũng có những người rất kiên định. Ví dụ bạn Hoa. Ví dụ bạn Trọng chẳng hạn, Thanh Hóa. Bạn ấy kiên định với TDM lâu lắm rồi, họp đại đồng còn vào tận nơi thăm. Nhưng cổ tức bạn cứ tăng ầm ầm, mọi thứ cứ chắc chắn thôi. Đó, vân vân. Còn ví dụ đầu tư cổ phiếu ACB chẳng hạn, ở như ở trên đấy, hay là các anh chị muốn minh họa Phục đầu tư cổ tức vào thằng nào, Hòa Phát không? Nếu anh chị thích nói Hòa Phát thì Phục nói để anh chị thấy xem tư duy nó như nào. Và một cái điều rất buồn cười, ngay cả trong cộng đồng tích sản của chúng ta vẫn còn thích vào để nói kháy, nói đều, nói kiểu nói mát. Nhưng mà rất tiếc họ nhìn vào cái gì, họ đâu có hiểu được cái giá trị. Đúng không? Rất hài hước. Nhiều người bảo là đầu tư theo kiểu tích lũy của cụ Warren Buffett, tức là cụ chỉ mua thêm doanh nghiệp thôi, cứ có doanh nghiệp ngon thì cụ mua, là cụ có dòng tiền rất mạnh cụ mới làm được điều đó. Nhưng xin thưa mấy anh chị, chúng ta làm còn dễ hơn cụ rất nhiều, làm còn dễ hơn cụ rất nhiều. Dễ hơn nhiều lắm, dễ hơn nhiều qua cái gì anh chị cùng nhìn nhé. Đây, một năm cái net cash flow from operating activity, tức là cái dòng tiền cụ làm ra từ cái hoạt động kinh doanh ấy, một năm đây trung bình có 39 tỷ đô thôi. Nhưng mà các anh chị có thể nhìn ở đây, cái tổng tài sản thôi, Phục chia sẻ kia thì các anh chị nhìn lại mất công. Cái tổng tài sản của tập đoàn Berkshire Hathaway ấy, hết năm 2021 ấy, nó là hơn 960 tỷ đô. Mà cụ làm ra được có 39 tỷ đô dòng tiền cụ mua thêm. Còn cái danh mục của cụ 390 tỷ đô, đây là đầu tư cổ phiếu đây này. Ở một năm cụ bỏ ra thêm 39 tỷ để cụ mua thôi, chứ nó không nhiều đâu. Nó tương đương với 10% thôi. Còn nếu mà cái danh mục của chúng ta tốt ấy, riêng cái sinh lời cổ tức của chúng ta thôi chỉ cần 3 đến 4% thôi, bởi vì chúng ta còn nhiều cổ phiếu tăng trưởng nó trả ít cổ tức. Cộng thêm việc chúng ta đi làm thì chúng ta hoàn toàn bỏ ra được thêm 10% so với cái tiền chúng ta đầu tư chứ. Ví dụ anh chị mà bỏ ra được 500 triệu, một năm cổ tức được 15 triệu rồi. Cộng thêm một năm chúng ta đi làm bỏ thêm 35 triệu, thế là dòng tiền chúng ta một năm được 50 triệu. Bằng tỷ lệ với cụ ấy 10%. Và so với tổng tài sản của cụ là 1.960 tỷ đô mà cụ bỏ ra thêm một năm có 39 tỷ đô để tái đầu tư. Tức là cái tỷ lệ của cụ còn nhỏ hơn chúng ta cơ. Thế thành ra chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được cái việc mua tích lũy đó. Chứ không phải là một năm cụ làm ra gấp đôi tiền để cụ bỏ vào mua đâu. Các anh chị đi làm việc xem, các anh chị bỏ ra nhiều hơn cụ rất nhiều. Cái tỷ lệ phân trạng. Đúng không? Vân vân. Rồi tiếp theo. Đây Phụng nói rồi. Đây các anh chị nhìn thấy cổ phiếu Apple đây. Đính tính hết ngày 31 tháng 3 này. Là trị giá 159,1 tỷ đô. Trong khi lúc thời điểm mạnh nhất vào đầu tháng 5, cổ phiếu Apple bay mất 25, 24 phẩy mấy phần trăm, 24%. So với cái ngày 31 tháng 3 này này.
Anh chị thử lấy 24% nhân với 159 tỷ đô, 160 tỷ đô là ra bao nhiêu? Cụ bay mất gần 39 tỷ đô cái giá trị thị trường đấy. Giá thị trường đấy của riêng con Apple nhé, bay mất 39 tỷ đô. Nếu mà giống như các anh chị ca thán chẳng hạn, thế thì có khi là cụ cũng phải ra cái cầu gì ở lưu cầu 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 Long Biên của chúng ta, cụ tự tử mất, cụ bị chửi cho nát mặt mất. Nhưng mà người, chim sẻ làm sao hiểu được tư duy đại bàng. Cổ phiếu Apple lợi nhuận nó 100 tỷ đô và nó tiếp tục tăng rất mạnh mẽ, cổ tức và tiền nó trả ra bên ngoài rất nhiều, thế là cụ có một cái dòng cổ tức cực tốt. Rồi nó lại mua lại cổ phiếu quỹ làm giá cổ phiếu tăng liên tiếp. Đó, tăng liên tiếp. Rất khủng khiếp. Chứ nếu mà cụ nhìn vào giá hàng ngày thì cụ là người tự tử đầu tiên anh chị ạ. Bởi vừa rồi Mỹ nó sụt giảm mấy chục phần trăm, cụ có nắm 390 tỷ đô mà còn không bán một cổ nào, thậm chí còn mua thêm cơ. Thế thành ra mấy ông thánh chết đinh, đừng có nghe mấy ông thánh chết dinh đi bốc phét đi cho ăn gió, là phải đoán được đỉnh, phải bắt được đáy rồi vân vân. Đấy là mấy tay bốc phét thôi anh chị. Đó. Người ta đâu có bán cổ nào đâu. Đây giá Apple đây giảm, các anh chị nhìn biểu đồ trên trên chết chết đinh economy thì biết. Cụ làm được những điều như thế. Mà thực ra đấy là bình thường, cụ đâu có nghĩ là cụ phải chịu đựng gì đâu. À cụ thấy à, doanh nghiệp này nó vẫn để trả tao tiền cực nhiều. Một năm cái thằng Apple này nó trả cổ tức mới mua lại cổ phiếu quỹ tương đương với số này là mười mấy tỷ đô. Thế nào vừa rồi lại có giá giảm về khoảng 140 tỷ, 140 đô một cổ phiếu từ từ hơn 180 đô xuống 137, 38, 39, 40. Thì Phục nghĩ rằng là nếu cụ nhanh tay là cụ còn mua thêm rất nhiều. Đó, và vừa rồi cụ đã mua thêm rất nhiều công ty. Đó, và cụ chỉ quan tâm đến dòng tiền nó mang lại thôi. Dòng tiền nó mang lại thôi. Rồi miễn là doanh nghiệp làm ăn tốt xuất sắc, giá càng rẻ thì càng tốt. Và anh chị nào có đọc về Warren Buffett thì có thể thấy trong cái quý 1 vừa rồi, tháng 4 vừa rồi, ông công bố mua rất nhiều. Và cái lượng tiền mặt trong cái tài, trong cái danh mục của ông giảm cực nhiều. Bởi vì ông mua rất mạnh, chứ không phải ông bán đi cổ phiếu anh chị ạ. Không phải ông ấy bán đi đâu, mà là ông ấy mua rất mạnh. Đây, tiếp theo các cái cổ phiếu trong danh mục của cụ đây. Apple thì giảm có 24%, nó không phải cao nhất. Còn nhiều cổ đó. GM, General Motors đấy, giảm 39%, đúng không? Hàng tiêu dùng vân vân giảm 51, 47, 48, 59, 59. Thế chả nhẽ cụ tự tử ấy. Đúng không? Thế thành ra là tư duy của chúng ta nó phải khác. Nó phải khác anh chị. Đây giá Apple đây, minh chứng cho anh chị luôn này. Đấy đúng cuối tháng. Đây cuối tháng 3 luôn này. Giảm một phát còn về 138 đô từ 180. Đúng không? Các anh chị nhìn xem. Đây không phải bịa đâu, nó là minh chứng rất rõ. Nó là minh chứng. Thì đấy là cách để tích sản chúng ta có thể xây được một cái nguồn thu nhập thụ động cao và bền vững trong tương lai, và hướng đến cái nó gọi là tự do tài chính các anh chị. Nó phải là tự do tài chính. Đó, nó phải là tự do tài chính. Được chưa? Đấy là trao đổi của anh chị. Còn bây giờ các anh chị thích trao đổi những cái doanh nghiệp nào, những cái cổ phiếu nào, hay lấy những cái tư duy nào về tích sản, thì Phục sẽ hỗ trợ các anh chị về cái đó. Phục sẽ hỗ trợ anh chị.
Đây. Ok. Danh mục AZ Phin có rất nhiều cổ. Cổ nào cũng rất tự hào. Bởi vì quy mô danh mục rất là lớn. AZ Phin luôn tự hào về nó. Ví dụ FPT là cổ truyền nhất. RE thì bán rồi. VAC bán rồi. Nhưng PRG thì còn. MWG còn. Đúng không ạ? Đây, ông này ông cũng chia cổ phiếu liên tiếp, chia tiền liên tục. Nhìn vào suất cổ tức thôi nó tăng hàng năm cũng đã khủng khiếp rồi. Đó. Hay là ông VP Bank chẳng hạn, chia sẻ cùng anh chị. Chủ tịch VP Bank nói rồi, năm sau mà ngân hàng nhà nước cho phép thì sẽ vác 30% lợi nhuận chia cổ tức. Thì lợi nhuận sau thuế năm nay của nó khoảng 21-22 ngàn tỷ sau thuế. Thuộc cổ đông công ty mẹ, tức là chia 30%, tức là nó chia bao nhiêu? Chia khoảng 6-7 ngàn tỷ. Và vốn điều lệ cuối năm nay dự kiến là khoảng 80 ngàn tỷ. Thì như vậy nó chia bao nhiêu? Nó chia khoảng 800 đồng trên một cổ phiếu. Thì cổ phiếu VP Bank này nó chuẩn bị chia tỷ lệ 21 thì vốn nó mới tăng lên 80.000 cộng thêm phát hành cho nước ngoài. Thì tức là giá cổ phiếu VP Bank này ấy, thưa anh chị, là sau chia 30 50% cổ phiếu nó còn có 20 ngàn rưỡi thôi. Nếu 20 ngàn rưỡi mà năm sau nó trả cho khoảng độ 800 tiền mặt chẳng hạn thì tương đương với khoảng độ 3.9% rồi, mà VP Bank vẫn giữ lại 70% lợi nhuận để tăng trưởng tiếp mỗi năm mấy chục phần trăm. Năm sau nó lại chia cho khoảng 30% cổ phiếu chẳng hạn, tiền nó vậy vẫn giữ nguyên là 800 đồng. Thì như vậy là tỷ suất cổ tức nó lại tăng thêm mấy chục phần trăm nữa. Đó, nó là như thế đấy. Ok, anh nhiều anh chị rất hay châm biếm Hòa Phát chẳng hạn. Hòa Phát là một trong các cổ phiếu trong danh mục của AZFIN. Xin thưa anh chị như thế. Rất nhiều cổ. Thì Phục cũng minh họa cho anh chị thấy. Kể cả một cái doanh nghiệp nó đang tăng trưởng mạnh như thế, tiền nó giữ lại đâu rồi 90% để nó mở rộng, nhưng mà các anh chị nhìn vào cổ tức các anh chị cũng sẽ thấy cái sự thú vị của nó. Đây, ví dụ mua một cổ đầu năm 2018 đi, anh chị cùng nhìn nhé. Mua một cổ đầu đầu 2018. Thì 2018 được trả là 1,4 cổ, à trả 40%. Thì tức là chúng ta có 1,4 nhân với 2019 trả 30%, tức là nhân với 1,3. Được chưa? Tức là 1,4 nhân 1,3 bao nhiêu? 1,82 cổ, tức là mua 1.000 cổ được 1.820 triệu cổ. Nó trả 500 đồng thì tương đương với 900 đồng so với một cổ mua đầu 2018. Rồi 2020 nó lại trả 20% cổ phiếu nữa. 2021 nó lại trả 35% cổ phiếu nữa. 2022 nó chuẩn bị chốt rồi, nó có ngày 20 tháng 6 là một cái ngày gọi là chốt danh sách rồi, nó trả 30% cổ phiếu nữa. Như vậy một cổ các anh chị mua năm 2018, đầu 2018 bây giờ đã thành 3,8 cổ rồi. Ba phẩy tám cổ mà nhân với 500 tiền mặt xem. Như vậy các anh chị đã nhìn nhận cổ tức lên đến 1.916 đồng trên một cổ phiếu mua năm 2018. Đó, mỗi lần nó tăng cổ phiếu năm sau trả cổ tức nó lại tăng. Thôi bây giờ không ví dụ 2018 nữa. Các anh chị mua luôn là ví dụ mua đầu 2020 đi. Một cổ. 1.000 cổ. Thì trong năm 2020 nó trả chúng ta. Đây. Trong năm 2020 chúng nó trả chúng ta 20% cổ phiếu. Tức là đến đầu năm 2021 là chúng ta có 1.200 cổ rồi. Hết 2020 có 1.200 cổ. Tiếp theo lại trả 35% cổ phiếu nữa.
Tức là chúng ta được bao nhiêu cổ phiếu ạ? Ví dụ mua đầu 2020 đi, một cổ thì đến tháng 7 2020 trả 20%, tức là thành 1.200 cổ đi, mua 1.000 thành 1.200 đi. Đến tiếp tháng 5 năm 2021 trả 35% cổ phiếu nhân với 1.35 đi. Thế là các anh chị mua đầu 2020 đến bây giờ các anh chị đã được 1.620 cổ. Và chuẩn bị này, chia 30% nữa các anh chị nhân 1.3 lên. Thế là mua, chỉ cần mua 1.000 cổ đầu 2020 thì đến cuối 2022 các anh chị đã có 2.106 cổ. Và các anh chị thấy trả 500 đồng cổ tức năm 2020. Đây. 500 đồng cổ tức 2020 trên 1.000 cổ ban đầu. Thì tức là được có bao nhiêu? Được có 500.000 đồng trên 1.000 cổ ban đầu. Nhưng đến năm 2022 nó đã thành 2.106 cổ. Và chỉ cần nó trả 500 đồng cổ tức thôi thì tự nhiên cái tỷ lệ cổ tức của chúng ta đã tăng gấp, hơn gấp đôi rồi. Các anh chị tính vậy. Và năm sau 2023 chỉ cần nó trả đơn giản thôi, nó sẽ trả khoảng độ 20% cổ phiếu hoặc 30% cổ phiếu, 500 tiền mặt thôi. Thế là cổ tức của chúng ta hàng năm đã tăng một đống rồi. Bởi vì nó trả thêm cổ phiếu đấy. Thế là cổ tức nó tăng thêm cả đống. 2024 vẫn trả 500 đồng đi, nhưng lại trên cái số lượng cổ phiếu mà được chia thêm mới. Thế thì tỷ suất cổ tức nó tăng kinh khủng chưa? Xin thưa mấy anh, cổ anh chị cổ tức năm 2021 là nó tăng 20%, 2022 tăng 35%, bởi vì chia 35% cổ phiếu cái kia. Thì cổ tức là tiền mặt nó chia trên số lượng cổ phiếu mới. Rồi tiếp theo, mấy hôm nữa đến ngày 20 tháng 6 này, chốt danh sách chia 30% cổ phiếu. Năm sau chỉ cần trả 500 tiền mặt thôi, thế là các anh chị đã tăng được cái lượng cổ tức lên đến 30% so với 2022 rồi. Bởi vì số lượng cổ phiếu mới tăng thêm 30% mà vẫn 500 đồng. Thì đã tăng 30% chưa? Cổ tức nó tăng như điên như thế, tăng điên cuồng mạnh mẽ như thế. Đúng không? Đó, thì đấy là một cách nhìn của tích sản đấy. Hay là rất nhiều các cái cổ phiếu khác định giá rẻ bèo bọt này, cổ tức vẫn tăng ầm ầm. Ok, ví dụ các ngân hàng chẳng hạn. 5 6 năm qua, 5 năm qua, 6 năm qua ngân hàng nhà nước không cho ngân hàng tư nhân trả cổ tức bằng tiền. Còn ngân hàng nhà nước như Vietcombank, BIDV, Viettin vẫn phải trả, bởi vì ngân sách yêu cầu phải trả theo luật rồi. Còn các ngân hàng tư nhân thì ngân hàng nhà nước không cho trả tiền. Thì khi không cho trả tiền thì cái lượng vốn chủ sở hữu nó tích lũy được ấy, nó tăng ầm ầm, nó tăng mạnh hơn so với tăng tín dụng ấy. Thì từ đó làm một cái hệ số gọi là hệ số K, hệ số an toàn vốn của các ngân hàng tăng cao kinh khủng khiếp. Khi nó cao thì nó rất an toàn. Và đến một mức nào đó nó đủ hết các cái tiêu chuẩn Basel 2, Basel 3 vân vân ấy, thì 2023 dự kiến là ngân hàng sẽ trả cổ tức tiền mặt. Dự kiến là ngân hàng nhà nước sẽ cho phép, bởi vốn nó rất dày rồi. Thì khi nó trả một phần lợi nhuận thôi, nó đã đủ cái lượng cổ tức cho chúng ta ăn thoải mái rồi. Ví dụ con ACB vừa rồi nghị quyết của nó là chia bao nhiêu, 1.000 tiền mặt năm tới và 15% cổ phiếu. Vậy năm tới 1.000 tiền mặt trên cái giá 25% là đã được 4% cổ tức, bằng 2 phần 3 lãi suất ngân hàng rồi. Còn chưa kể thằng này nó tăng trưởng âm ầm luôn, lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Và cái số lượng cổ phiếu nó chia, đây chúng ta vừa nhìn thấy nó chia 25% cổ phiếu. Vậy năm sau nữa nó chỉ cần trả 1.000 thôi là nó lại trên cái số gọi là 125 cổ mới chứ không phải 100 cổ ban đầu. Thế là cổ tức nó tăng 25% một năm. Năm nay nhận 4%, năm sau tăng 25% thành bao nhiêu? Tăng 15% thành bao nhiêu? 4,6%. Tăng 20% ra thành 4,8%. Rồi năm sau nữa tăng 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 tăng. Đó là một trong những cái khái niệm về mua cổ phiếu theo dạng trái phiếu có cái lợi suất cổ tức tăng đều hàng năm. Đó. Nếu mà nó không chia cổ phiếu ấy thì muốn gọi là cổ tức tăng thì nó phải tăng tiền mặt hàng năm. Năm nay nghìn, năm sau nghìn hai, nghìn bốn, nghìn sáu, nghìn tám, vân vân chẳng hạn. Nhưng nhờ việc chia cổ phiếu này thì nó vẫn trả 1.000 đồng đó, nhưng mà trên số lượng cổ phiếu mới thì nó cứ tăng cổ tức như điên.
Đó, đấy là cái tư duy của tích sàn cổ phiếu đấy anh chị. Đúng không? Chúng ta phải nhìn vào giá trị, chúng ta như phải nhìn vào dòng tiền tương lai của nó. Chứ đừng bao giờ nhìn giá rồi lúc ý, thậm chí có người nhìn giá cổ phiếu giảm mạnh nhảy lên bảo ui nó phá sản rồi. Đúng là các vị là thánh nhỉ. Đó, thì Phục chân tình chia sẻ cùng các chị là như vậy. Để cho anh chị thấy cổ tức tiền mặt của cái thằng FPT nó tăng thế nào đây này. Đây, mời các anh chị cùng xem nhé. Đây. Nếu như năm 2014 nó trả có 755 tỷ trên cả công ty. Thì 2015 là đã là 7974, 2016 là 1059 tỷ, 2017 là 1330 tỷ cổ tức. Đấy, nó cứ tăng nhờ việc năm nào cũng chia cổ phiếu đấy. Nó cứ tăng, nó cứ tăng. Chúng ta nắm một tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nhất định, ví dụ chúng ta nắm gọi là 0,01% thì chúng ta cũng tăng theo cái điều đó. Đây. 1.300 lên 1.700, nhưng mà cái năm này là năm 2018 ấy, nó tăng 1.700 là bởi vì 2017 nó bán được rất nhiều cổ phần của cái thằng FPT Shop và FPT Finex, thế là nó trả đột biến tăng thêm một ít cổ tức. Đó, nhưng đây là tăng cổ tức đây anh chị thấy chưa? Tiếp tục tăng trở lại đây. Bởi vì năm nay nó có lợi nhuận đột biến nhiều, nó trả thêm một tí, năm sau trở về bình thường đây. Đó, rồi lại tăng cổ tức lên 1.900 tỷ rồi đấy. Đúng không ạ? 2014 có hơn 700 tỷ mà 2020 đã 1.900 tỷ. Còn 2021 ấy nó lên đến hơn 2.100 tỷ. Và 2022 ấy sắp tới nó trả cổ tức tháng 6 và tháng 8 tới ấy. Nó lên đến gần 2.500 tỷ cổ tức. Đó, nó cứ tăng đều hàng năm. Tiếp theo, chia sẻ thêm với anh chị về tích sàn cổ phiếu. Thì chúng ta đến nữa cần thiết thì AZ Fin sẽ tư vấn cho các anh chị thêm. Đó là tích sàn cổ phiếu ấy, nó tùy vào mục tiêu của chúng ta. Nếu anh chị bây giờ ấy, cô chú thì đúng hơn, mà bây giờ 60, 70 rồi ấy, mà muốn tích sản có một cái dòng cổ tức nó cao cao một chút, đúng không? Bởi vì cần luôn tiền tiêu rồi, bây giờ nghỉ hưu rồi. Thì lúc ấy có thể chọn nhiều cổ phiếu có cái tỷ suất cổ tức cao hơn, thì đồng thời với đó là tăng trưởng nó thấp hơn. Tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn thì cổ tức nó cao. Ví dụ rất nhiều ấy, NT2, PPC tăng trưởng nó không tăng rồi thì cổ tức nó trả khoảng 10%. VA nhưng mà nó không có tăng trưởng nữa thì suy ra tổng tăng nó không cao. Còn nếu mà ai mà lại muốn tích cho con chẳng hạn thì hãy tập trung những cổ phiếu tăng trưởng đi, chả cần nó trả cổ tức nhiều, một năm danh mục ấy trả khoảng 1,5 đến 2% cổ tức thôi, nhưng nó tăng trưởng được 20%, 18% nữa về lợi nhuận. Thế là về mặt nếu mà PE không đổi, cổ tức cứ trả thế đi, thế là cổ tức năm nào nó cũng tăng lầm ầm, tuy nó nhỏ thôi nhưng tăng rất mạnh, rồi giá nó tăng đồng thời. Đó, thì đấy là tích sản lâu dài mà chúng ta chưa cần đến ấy. Thì chúng ta phân bổ danh mục như thế. Và chốt lại vấn đề ở đây đó là tích sản không phải lướt sóng, và anh chị hãy xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động, tiền đẻ ra tiền để chúng ta tự do tài chính. Thì đấy mới là cái đích đến, chứ không phải là hàng ngày lôi giá ra rồi chém gió rồi phán. Thì tôi đố anh chị cầm được cổ phiếu đến 1-2 năm đấy, chứ đừng nói đến hưởng cái thành quả lớn của nó như những chủ doanh nghiệp. Không bao giờ anh chị làm được đâu. Và đừng có lôi cái tư tưởng chết đinh lướt sóng vào đây để chém gió, để bốc phét, để nói vuốt đuôi sau này. Không có cái chuyện đó.
Thế thì các anh chị nào mà làm như thế thì không bao giờ thành đâu. Và các anh chị đã như thế thì không hợp với tích sản đâu. Đó. Các anh chị kiếm tiền tốt, rất chúc mừng anh chị, tốt quá. Thế thì đỡ phải vào tích sản, dựa vào tích sản làm gì. Còn nếu đã tham gia tích sản ấy, thì chúng ta cần phải thấm nhuần. Một, đầu tư giá trị. Hai, lựa chọn cổ phiếu xuất sắc. Ba, mua một phần của doanh nghiệp. Mua cổ phiếu chính là mua một phần của doanh nghiệp. Và có tư duy của chủ doanh nghiệp. Thứ tư là tập trung vào giá trị. Đừng bao giờ nhìn giá để chém gió ở đây. Và đến nữa thì tôi cũng yêu cầu đội ngũ quản trị của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính sẽ ban hết tất cả những cái nick nào mà phá đám, nói không có cơ sở, nhảy vào chém gió cho nó vui, làm anh em bị tinh thần dã đám. Tôi sẽ yêu cầu như thế. Để cho cộng đồng của chúng ta ngày càng vững mạnh, trong sạch. Và tất cả chúng ta tự do tài chính. Đó. Chứ không phải là có vài con sâu làm giàu lôi cảnh. Rồi tiếp theo là các anh chị phải kiên định và kỷ luật. Và đặc biệt nếu các anh chị cần gì, AZFIN sẽ đồng hành cùng anh chị, hỗ trợ các anh chị tận tình. Các anh chị post lên đấy, các anh chị hỏi những cái cần thiết mà AZFIN không trả lời, các anh chị chat vào page ấy, sẽ có người trả lời các anh chị. Phục cam đoan điều đó. Nhưng mà xin thưa anh chị hãy đọc rất kỹ về cái quy chế tích sản, về mọi thứ của tích sản đi. Và đừng có những cái câu hỏi mà rất là buồn cười. Đó, các anh chị đọc kỹ, các anh chị hiểu thấu, hiểu rõ, các anh chị có lợi rất nhiều. Chứ đừng hỏi những cái câu hỏi quá buồn cười. Nhiều anh chị chưa đọc gì cả và hỏi lung tung cả lên. Cái điều đó là không nên. Đó, hãy đọc kỹ đi, hãy thấm nhuần tư tưởng đi. Đúng vậy ạ. Cần gì hỏi, AZFIN trả lời. AZFIN sẽ hỗ trợ các anh chị tận tình đến cuối cùng luôn. AZFIN không khuyến nghị các anh chị cứ phải giao dịch mua bán, cái điều đó sẽ làm các anh chị mất rất nhiều thứ và không bao giờ các anh chị đến được tự do tài chính nữa. Không bao giờ. Đó. Thì hôm nay tôi nói cũng hơi dài rồi. Thì xin chúc các anh chị có những cái tư duy, đầu tiên phải có tư duy chuẩn đã, thấm nhuần tư tưởng. Thứ hai, lập ra một cái chiến lược tích sản để chúng ta làm gì. Một, tự do tài chính, tức là chúng ta nghỉ hưu, hay là cho con học đại học, hay cho bố mẹ về hưu trí có một nguồn thu nhập, hay là tích sản để khởi nghiệp, hay tích sản để mua nhà, tích sản mua ô tô, vân vân. Các anh chị phải có mục tiêu rõ ràng ra đi. Các anh chị bắt đầu mua cổ phiếu đi. Và lưu ý, những cái việc phân bổ tài khoản này kia, AZFIN đã nói rất rõ rồi. Đừng bao giờ đưa cái việc đánh bạc vào, nôi cái cảm hứng anh chị ôn in một phát full margin thì đấy không phải tích sản. Rồi các anh chị dẫy nảy lên. Cái điều đó làm chúng tôi rất dị ứng. Hãy tuân thủ quy định đi, quy tắc đi. Thì lúc ấy các anh chị mới thành công được. Đó. Và hãy bớt nhìn bảng giá, bớt chém gió đi. Hãy tập trung vào có thời gian nghiên cứu thêm giá trị đi. Chúc các anh chị ngủ ngon.